Xin chào mọi người. Hôm nay mình lên một cái video giới thiệu với các bạn một chiếc máy cưa xích của hãng Estin. Estin 028 Super. 028 Super. Dòng Super này thì là nó công suất lớn và nó đuôi tay cầm này là bằng nhựa các bạn nhé. Hàng này là hàng sản xuất tại Đức, xuất sang thị trường Nhật Bản. Cửa hàng mình đi nhập từ các cái công hàng bãi ở bên Nhật về. Riêng con này thì nó là zin nguyên bản luôn, vừa mới về đến cửa hàng luôn các bạn nhé. Khá là đẹp luôn, zin nguyên bản, chưa qua thay thế sửa chữa bất kỳ một cái bộ phận nào cả. Về thông số của nó đây, con này thì là 52cc nhé, 52cc. Đấy, đi khai thác ok rồi. Nam zin của nó đây, cái nam còn nguyên cái chữ Estin này. Đó. Chiều dài của nam này 2 4 50 phân nhá. Nam 5 tấc. Nam 5 tấc, nam Latin. Zin của nó. Xích Oregon. Xích còn rất dày và mới và rất sắc này các bạn này. Tuyệt vời. 028 Super. Khá đẹp. Khai thác keo với bạch đàn thì là thoải mái rồi các bạn nhé. Hàng Estin Đức này thì là khỏi phải bàn rồi, rất là mạnh, trâu bò. Đặc biệt là những cái dòng 028 Super này thì được săn đón rất là nhiều người săn đón cái dòng này, cho nên là nó hiếm. Kiểu như là chủ nhân của người nào mà đang dùng ấy thì ít khi thì người ta thay lắm, bởi những cái dòng này là nó tốt, cho nên là ít khi người ta thay, người ta bỏ đi. Cái thứ hai nữa là những cái người mà mua thì người ta cũng săn lùng. Nhiều cửa hàng về thì nhiều cửa hàng tranh nhau giành giật nhau để lấy hàng về. Dân đi khai thác ấy thì cái con này nó nói chung là nó cũng ngang với lại Kuvana 353 nhé. Kuvana 353 thì nó là 53cc. Còn con này thì 028 Super này thì nó là 52cc. Về cái công suất của nó thì ngang nhau, một thằng Đức và một thằng Thụy Điển thì nó cũng là ngang nhau. Tuy nhiên rằng là rất là nhiều khách hàng, ở đặc biệt là đa số khách hàng ở trong Nam ấy thì là hay sử dụng Estin hơn, còn ở ngoài Bắc thì là hay sử dụng Huvana hơn. Nó do cái thói quen đấy, các cái thợ ở trong Nam ấy thì hay đi các những cái con Huvana, con Estin, nên mình nhầm. Thợ Nam ấy thì hay cắt máy cưa Estin, thợ Bắc hay cắt bằng Huvana. Nói chung dòng này là dòng để đi khai thác những cây gỗ tầm trung như là keo với bạch đàn ấy, thì đi khai thác bọn này thì thoải mái. Sau đây thì mình sẽ test nổ chiếc máy cho các bạn tham khảo nhé. Công tắc đây nhé các bạn nhé. Vừa đây như này nó đang tắt công tắc này. Đấy, để xuống như này là mở công tắc nhé. Và nếu như muốn đóng đeo gió thì chúng ta phải bóp cò ga này. Bóp ga xong chúng ta gạt cái nấc này xuống. Chúng ta phải bóp ga thì mới gạt được cái nấc này xuống nhé. Nếu như mà chúng ta mà cố tình gạt, không bóp mà cứ cố tình gạt thì gãy mất cái nấc đấy. Đây. Để như này là mở ra này. Đấy. Gạt lên như này là tắt này.
Garanti hơi to các bạn ạ, công tắc đây nhá. Garanti hơi to. Đây là cái lọc gió của nó này, chế của nó ở phía trong này. Đấy. Đây ốc chỉnh garanti ở đây các bạn nhá. Ốc chỉnh garanti và ốc chỉnh xăng gió ở đây. Đấy, mình sẽ chỉnh lại một chút để cho nó. Tay. Hết xăng. Hết sạch xăng rồi các bạn ạ. Cho ít xăng quá. Đét máy cho ít xăng quá. Ok. Video này thì mình xin kết thúc đây nhá. Bạn nào cảm xem video mà cảm thấy ưng kết với máy này thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo là 0983 804 084 để đặt mua hàng nhá. Giá của sản phẩm và số điện thoại mình luôn ghi phần mô tả video. Rồi ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.